Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có những thông tin thật hữu ích trong cuộc sống. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi quý vị nha. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Hồi ký thương tính và chi tiết rợn người lúc 2 giờ sáng. Trong buổi giao lưu và ký tặng hồi ký thương tính một đời dòng bảo, nhà báo Thu Hiền đã chia sẻ tình tiết đầy tính tâm linh khi đang chấp bút cho cuốn sách này. Theo lời nhà báo Đinh Thu Hiền, khi viết về cuộc chia ly của Thương Tính và người vợ thứ hai, chị đã rất xúc động. Không chỉ vì tình tiết chị nghĩa vợ Thương Tính về báo mộng cho mẹ chồng là mình đã chết, mà hơn thế là cảm giác rất rõ như có ai đó đang đứng sau lưng mình. Lúc đó là 2 giờ sáng. Nhà báo Đinh Thu Hiền kể lại: Ban ngày tôi đi làm tòa soạn, nên hầu như thời gian viết sách đều là ban đêm. Khi tôi viết đến đoạn hồi ức của anh Tính về cảnh anh ngồi trong chiếc thuyền thúng và nhìn hai mẹ con chị nghĩa đi lên tàu và không kịp lên chuyến tàu đó anh phải quay trở về thành phố khi ấy nhà cửa xe cộ tài sản đã bán hết rồi khi má anh ở quê lên hỏi nghĩa đâu rồi con vì bà chưa biết là hai mẹ con chị nghĩa đã đi vượt biên rồi bà kể về giấc mơ thấy chị nghĩa mặc đồ trắng về dắt hai đứa con đi bà hỏi mà chị không nói gì khi tôi viết đến đoạn đó tôi có cảm giác là có người nào đó đứng sau lưng mình. Chính thường tính cũng cho biết, mặc dù rất mong được một lần mờ thấy người vợ ấy, nhưng trong suốt mấy chục năm qua, tâm nguyện đó của anh không thành hiện thực. Mặc dù có tới bốn người vợ, nhưng bà Nghĩa là người làm anh nặng lòng nhất mỗi khi nghĩ về. Trong anh luôn có chút gì đó như ân hận vì chưa một lần nói lời yêu với người phụ nữ đó. Cũng theo lời những người trong cuộc, cuốn hồi ký thường tính thực hiện trong hai năm nhưng trong suốt khoảng thời gian đó, thương tính và người chấp bút rất ít khi gặp nhau. Mỗi lần gặp, thương tính nhớ được cái gì thì kể cái đó, còn Thu Hiền cứ ghi âm lại. Vậy nên mọi chuyện rất rời rạc, giai đoạn bốc băng ghi âm là giai đoạn phức tạp nhất. Vì Đinh Thu Hiền phải chấp nối liền mạch mọi câu chuyện mà thương tính đã kể cho đúng sự thật, đã diễn ra trong cuộc đời của anh.